Storm Up xin chào anh em. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em hai cái cây lục giác siêu mini của hãng Bondus. Mình nghĩ chỉ có cái hãng Bondus này nó sản xuất cái lục giác này thôi. Thì đó là một cái cây lục giác mà kích thước của nó mình lấy ra mình xem chắc phải coi bằng kính lúp. Đây, một cây lục giác chỉ có kích thước là 0.71mm, hàng Made in USA, sản xuất tại Mỹ nha. Thì cái cây lục giác này, cây lục giác chuyên dụng để mở những cái mô hình siêu mini. Thì cái này á, mình không biết là ai có nhu cầu, tại vì thật sự cái người có nhu cầu thì chỉ có thể mua cái này thôi, không thể nào mua cái khác được. Chỉ có một mình cái hãng này nó sản xuất cái này thôi, siêu nhỏ luôn. Dòng này là dòng Gold God, là dòng có phủ kim loại, phủ vàng anh em. Gold là màu vàng chứ không phải là vàng, nó chống sét ha, chống rỉ sét. Cái bộ này nó rất là nhỏ, cái đầu anh em thấy không, nó chẳng khác nào cây kẽm ấy, nhưng nó là một cái cây lục giác, một cục lục giác siêu nhỏ, siêu nhỏ luôn ha. Giá bán là 54.000 cho một cái cây như thế này, quá rẻ cho một cái sản phẩm mà thật sự với anh em á là khi mà đụng chuyện là không có thằng nào có thể giải quyết được. Sản phẩm thì sản phẩm độc quyền luôn, anh em có thể tìm trên website là 39147 để đặt hàng. Sản phẩm thứ hai là cũng một cái cây lục giác, chỉ có 2mm thôi. Lục giác này biết là bi bán lẻ 2mm. Thì dòng này vẫn là dòng Bondus sản xuất tại Mỹ luôn. Thì cái bộ này giá bán của nó là 91.000 cho một cây như thế này. Thì giá này cũng khá là ok, 91.000 cho một cái cây chất lượng cao như thế này, 2mm anh em, sản xuất tại Mỹ. Thì những anh em nào đang có nhu cầu mua lục giác cao cấp thì đến Store là một siêu thị dụng cụ cầm tay số 1 Việt Nam, với rất là nhiều cái nhãn hiệu cao cấp để anh em có thể lựa chọn. Địa chỉ là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.